Hơn là mình lanh trí không chết luôn. Bà chính nói chúng chúng gió, bà đè bà cạo muốn chúng gió luôn. Đã vậy trời ơi, cũng bà hút một miếng da mà. Trời ơi chồng người ta một miếng chút xíu gì cũng chết rồi. Bà chơi nguyên một cái hình chữ nhật má ơi. Bây giờ cái chỗ đó trời ơi, không lẽ từ đây về sau mọi người kêu mình tung thẹo chứ. Có tiền mà tao phải kêu mình vậy thôi, người ta sợ chứ. Trời nào quá rác quá, rác quá chính rồi. Gì chán chính gì vậy? Cái gì mà kêu chính chính ơi vậy hả? Kêu gì nè? Rồi sao rồi, bữa nay tình hình bệnh hoạn mày sao rồi, nói chính nghe coi. Mà thì nói chung là mà thuốc men gì chưa? Thì nói chung là muốn mua thuốc gì không? Chính đi mua thuốc cho uống. Không thì nói chung là bệnh thì cũng bệnh chi chính bệnh thì không không ấy thì con bệnh. Đó. Gì vậy? Hả? Nói gì kỳ cục vậy? Giờ ổn chưa? Ổn thì con không ổn thì chính ổn mất ổn gì vậy? Mày bị cày chớn chưa? Mày cày chớn là mai mốt tao không cho mày mượn tiền rồi đó. Không, chính giận con chính cho mượn tiền đó. Không, nói chung là từ đây về sau là chắc con không mượn tiền chính đâu. Mà con nè, cho chưa đâu nha, con còn mua quà tặng chính nữa. Mày mua gì? Mua vàng tặng chính được á. Có tiền mua vàng cho chính đâu. Vàng 9 số 4 hay vàng 4 số 9? Cái gì con cũng mua cho chính. Cái đâu được có tiền. Trời ơi, thì nói chung là miễn xong có tiền thôi. Chung số phải không? Trời, đó chung số rồi, đón gì cái đúng liền vậy. Hả? Hả? Cái gì? Số động tác phải không? Có. Chính... Có không? Không, không. Chung nhiều. 2 tỷ. Ê, hay chưa? Không hay phải. Chưa? Nè, chung số động tác 2 tỷ hả? Không phải, không phải. Dễ sợ chung số động tác 2 tỷ, tại sao giấu chính vậy hả? Có, không phải 2 tỷ. Đúng không? Không phải một. Nợ nè, bây giờ tao lấy sổ ra coi. Chính. Con... Thiếu nợ tôi nhiều lắm nè. Phải. Nè, tôi làm mướn. Gì? Làm mướn. Bây giờ là đâu phải giờ ngủ đâu mà nằm mơ. Nãy đang pha nước, tự nhiên đang pha mắt mở cho cháu mơ luôn. Mơ thấy trứng hai tỷ, giấc mình vậy. Trời ơi, tôi tưởng đâu thiệt, không giờ con đang con mơ màng nè. Đau không? Tỉnh chưa? Đau, tỉnh không? Tỉnh mộng đi, ban ngày cũng nằm mơ trúng số. Trời ơi, cái tướng mày có nước trúng gió thì có trúng số gì. Tỉnh mộng nghe chưa? Dạ, con trúng số là con trả tiền cho chính. Hả, con mua đồ tặng chính, con mua chính luôn. Cái gì? Thôi con mua chính vậy con nuôi. Bữa nay nói chuyện gì mắp ăn uống nói chuyện gì tùm lum tùm la vậy? Không có. Ý con nói gì đó. Ý con nhà con có tiền là con mua chính về con phụng dưỡng chính, nhốt chính vô cái lồng tháng cho 3 triệu. Nè, mới nói gì vậy? Không, ý con nói gì kệ con đi chính đây. Vậy chính uống gì con pha. Thôi đi, khùng điên vừa phải thôi. Chưa trúng số mà lại đi trúng số vậy. Trời ơi, mua tôi về bỏ tôi vô cái lồng á hả? Cái chớn là chớn là nghe muốn nghe tới tháng nghe là tôi đòi tiền cho mà coi nghe chưa. Không có thiếu tôi được đâu đó. Không biết mà uống nước không? Không uống. Chuyện khùng điên gì đâu không? Uống con không? Hả? Mày nói gì vậy? Mới nói gì? Uống con không? Mới nói gì? Ăn con. Nhắc lại coi. Thôi. Tôi gì bỏ phải không? Bỏ. Không hiểu nổi. Hên mình lanh trí á, xém nữa lộ, xém xíu lộ. Nè. Hả? Lộ cái gì vậy? Nói nghe coi. Ta thấy tụi đẹp quá, nhìn phô. Đẹp. Vui ba. Cái gì vậy? Mà lộ gì đâu. Xạo, mới bước vô nghe, xém tí là lộ rồi. Lộ cái gì? Lộ gì đâu. Rõ ràng mà ta. Lộ gì nói mau. Lộ mà nói. Là lộ bóng. Bóng hả? Mà ai bị tôi. Ê nè, tôi chọi cái này vô mặt ông bây giờ nha, giỡn giỡn hoài. Đó giờ tôi thấy ông men quá trời bóng rồi bóng cha. Mới phát hiện. Không có. Không phải đâu. Không phải. Nói nào ngay thì nói thiệt nha. Nói thiệt cũng không có nói cho người ta biết nha. Mà có nhiều người biết chưa hay có mình biết? Có mình bà ra đó. Một mình bà ra đó tôi nói thiệt chứ bà tôi giấu đó. Nè. Tôi đó, tôi me bà đó. Me. Trời. Thích tôi hả? Trong nguyên cái xóm này nha là bà mặc đồ đẹp đó. Tôi thiệt hả, đầm của bà tôi tia hết. Chỗ sách tia hết. Bữa nào nha, bữa nào tôi mượn event nha. Cái chị với cha nội.
hồi đó giờ tôi thấy ông men lắm luôn. Ủa men gì? Tao ta bóng không cho tao bóng. Ủa, có kỳ thị bóng hả? Không, không có kỳ thị nhưng mà sao? Sao tôi thấy nó kỳ kỳ sao? Sao kỳ? Mắt gì kỳ? Tao bóng mắt gì kỳ? Kỳ thị người ta họ. Bán mặt gì cũng đẹp. Ê. Gì? Sao? Không có gì thôi. Đi nha. Nghe nè. Hả? Thanh Hà đẹp quá trời. Tu thật. Tìa Thanh Hà bữa giờ cái cơ cùi cùi cùi. Tưởng tượng muốn chết. Thôi đi nha trời ơi. Nhìn thấy không? Trời ơi, tôi thấy ghê quá. Vàng. Trời ơi, tôi thông minh dễ sợ. Nổi dây gà, nổi dây gà, trời sợ. Trời ơi, hơi ở nhà, hơi mình lanh trí nha. Hơi mình bóng luôn á. Chứ mà mình không bóng chắc mình lỡ chết luôn á. Trời má ơi, cái nói bóng luôn vậy trời. Hơi gồng lên đi chứ giật. Giật bẻ chết, giật bẻ chết. Ê Tùng nha. Tùng nha. Ê 2 tỷ. 2 tỷ nhẹ nhẹ. Trời ơi, đợi 1-2 ngày nữa ông Thanh Hà mà ông không có đồng tình gì, lúc đó mình sẽ đi đổi vé số. Đổi vé số sau đó mình ôm một cục tiền về mình qua nước ngoài sống. Mình sẽ đi qua đâu ta? Mình sẽ đi qua nước gì mà nó sang sang ta? À, qua Lào. qua Lào mua giúp Lào gì mang chơi. Qua đi sân mặt. Đi sân mặt Sara. Đi Ai Cập cổ đại xem Pharaon. Tuấn ơi! Tuấn! Có nhà không Tuấn? Ê mặt vui hẳn rồi nè. Bữa cho tờ vé số xong bữa nay vui ghê luôn á. Đẩy số rồi. Sao vậy? Quá nghèo luôn. Mặt vui cưng ghê. Đẩy số đâu? Vé số. Cái tờ số gì? Cái tờ vé số á. Sáu số. Số biết tờ giấy số không ai cho đó thì đó. Ừ, lợi chú làm sao? Do rồi. Do rồi hả? Do rồi. Rồi đâu? Do lại dục rồi. Alo. Ừ. Cái gì? Chúng hả? Chúng gì? Đồng đá. Đâu Đem ra. Đem gì? Giấy số. Trúng độc đắc rồi. Trúng độc đắc hả? Ờ, cái tờ giấy số đó. Giỡn vui. Giỡn hoài. Dục rồi. Dạ. Giỡn vui. Thiệt. Giỡn hoài. Dục rồi gì? Khủng quá. Dục mất rồi. Điên. Không có trúng lên. Không có trúng. Dục rồi. Mày nhây quá à. Đem ra trúng độc đắc. Bạn mới gọi. Chứ sao không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa ta. Không biết bây giờ dục. Bây giờ chắc xe rác nó hốt rồi. Ai, không vui à. Giỡn vậy không vui à. Không vui mà nhây hoài. Thiệt. Không còn giữ trong người nữa. Dục rồi. Dục rồi. Thiệt. Thiệt ai sao mà làm cái gì. Ai mày giỡn chơi hả mày? 2 tỷ đó. Ai biết đâu tao đâu biết chúng dùng dục rồi. Nó láo đúng không? Còn giữ trong người nè. Đúng rồi. Không, đúng không? Còn giữ trong người nè. Không. Còn giữ trong người. Đưa đây. Không có người đây. Còn giữ trong người. Đây 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 nè nè nè. Không có. Còn giữ trong người. Nè nè. Không. Nè. Bu ra. Bu ra. Còn giữ trong người nè. 3 ngày có mặt. Giới tính tụi bay thay đổi tụi bay làm ngay trước mặt cà tao vậy hả? Ủa anh. Chứ hiểu lầm rồi. Cái gì mà xà nẻ của nhà tôi vậy? Anh Thanh Hà, anh hiếp con. Nói cái gì vậy? Con không có hiếp nó. Là vậy. Nó lấy tờ giấy số của con, mà tờ giấy số đó là trúng độc đắc. Bây giờ nó giấu luôn, nó không đưa lại cho con. Số trúng độc đắc? Dạ. Không có.
Ê có. Nè, mày nhớ không, mày nói là mày trúng gió, nhưng mà đó là mày trúng số, đúng không? Không. Nè, đúng rồi đó, hèn gì nó nói tao là nó có thể là nó mua vàng tặng tao luôn kìa. Nè nè, không có gian chuyện đó con nha, nghiệp nha con nha. Trả cho người ta đi. Thấy chưa, hết chói đi không? Bây giờ trả cho người ta rồi, người ta cho mày lại nhiêu thì cho. Chia ứng tỷ. Thì hứa chia thì sẽ chia. Ma là nó chưa thưa mày đi công an. Nhưng mà tôi tỷ rưỡi. Chú nó 500. Ê chơi kỳ vậy, tại tôi giữ sáng giờ. Thôi để tao nói chơi gì thôi mày, 1.8 nó 200 thôi. Chứ ông nội đâu quá. Đúng rồi đó. Thì chia. Chia đưa cho ta cầm tới cầm lưu đó, cái số làm đâu vậy? Chia. Vậy là chúc mừng mày nghe. Này của con với bạn con á hả? Dạ của con với bạn vậy con. Nó mới gọi cho con. Nó là tờ giấy số mà nó vậy cho con. Vậy thì con báo nó biết đi là có tìm lại được rồi. Chính. Hả? Số đẹp ghê ha. Ừ. Coi thử đi. Đẹp ghê luôn, bởi vì may mắn ghê. Ủa gì vậy? Dạ. Bữa nay mấy? Nay 23. Này số 24 à. Số 24 là sao? Ủa cái gì kỳ cục vậy? Này số 24 mà tới ngày mai luôn mà. Nay là 23, 24. Nay 23. 24, số 24. Là 23, bên này 24. Trời ơi ông nội ơi. Này là chưa tới giờ sổ, chưa tới ngày sổ mà. Đọc mắt cái gì? Là chết chà, quéo người luôn ta, chết chà. Là bữa nay 23. Tập. Bữa nay 23. Bữa nay 23. Số 24. Trong này. Trong giấy số là số 24. Trong này 24. Là có nghĩa là... Là 23 trúng độc đắc số này. Còn 24 là chưa trúng độc đắc số này. Là có nghĩa là cái tài giấy số này là trúng độc đắc. Cái tài giấy số này chưa có khui lấy gì chứ. Hình như bạn gọi. Alo. Ê, số 24. Cái gì? Mày dò nhầm ngày hả? Mày bị điên hả? Mẹ unfriend Facebook tao đi. Đừng chơi chung với tao nữa. Lắm hết đi. Bạn nói dò nhầm ngày hả? Đúng không? Chính nói con vậy thì giận để đi về. Chỉ đi, chính nghe nè, chỉ đi sao biết sao, nói nghe coi. Trời biết đơn giản lắm. Thật ra biết của con là vậy nè. Sao? Là